Bây giờ mình chuẩn bị để múc ra cái tô nha. Ôi, cái nồi kiểm gì đâu mà nó đủ thứ trơn trọi luôn nè. Ui, rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn á. Cho thêm ít trục phộng vô luôn nha, cho tăng cái vị thơm này, rất là ngon luôn á. À, tương kho nè, à, rất là ngon luôn à. Hai món đều ngon hết luôn nha. Hôm nay ngày 14 rồi, mình ăn ăn chay hai cái món này rất là ngon luôn á. Xin chào các bạn nha. À, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Kiềm Rapper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ, cuộc sống an lành. Thì hôm nay hai vợ chồng mình cũng lại tiếp tục vào bếp để mà chế biến món ăn cho gia đình của mình. Thì mỗi khi á thì hai vợ chồng mình vào bếp chế biến những cái món ăn mặn không à. Thì hôm nay hai vợ chồng mình vào bếp để đổi cái khẩu vị cho gia đình mình cái món ăn. Thì hôm nay cũng là ngày 14 tháng 10 rồi. Thì sáng giờ hai vợ chồng mình cũng đã đi chợ mà mua đồ. Hôm nay là hai vợ chồng mình chế biến là món chay. Thì mời các bạn cùng xem hai vợ chồng mình chế biến cái món ăn chay như thế nào. Thì mời các bạn cùng theo dõi nha. Xin chào các bạn nha. Hôm nay là ngày 14 rằm tháng 10, thì rằm lớn thì gia đình mình lúc nào cũng ăn chay được 2 ngày. Thì hôm nay hai vợ chồng mình quyết định nấu hai món, đó là món kiểm với lại món kho. Món kiểm thì cũng đơn giản thôi à. Thì mình thích gì thì mình nấu nấy, thì gia đình mình thích thì có mấy cái nguyên liệu như thế này thì chỉ có bí với lại khoai cao, khoai lang với lại mướp với lại cái này là bọc khoai cọng dại trắng nè, chứ mình không có sử dụng bọc khoai kia. Bọc khoai kia có màu sắc rồi á thì để nấu chè, còn bọc khoai này thì mình sử dụng trong món kiểm thì nó dai hơn, nó không có bị nát, còn bọc khoai kia thì nó sẽ dễ nát hơn. Thì kế nữa thì có đậu phộng, thì kiểm thì mình để đậu phộng lên cho ngon, cho béo, cho thơm. Thì có nước dừa thì không thể thiếu nha. Món kiểm thì có nước dừa đó. Dừa nhiều thì nó sẽ béo. Mình thì mình sáng thì mình mua 400 g dừa, tại nồi kiểm mình cũng nhỏ gọn thôi à. Thì đây là nước cốt nè. Còn phần bên đây là nước dảo. Mình đã vắt sẵn hết trơn rồi. Thì nồi kiểm của mình thì một lát mấy cái củ này á, thì mình sắc ra nhỏ 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 rồi mình để vô nồi kiểm. Còn bên đây thì kho, kho thì mình cũng để vài món thôi à. Đó. Kho thì có đu đủ với lại bí đao, củ cải đỏ, củ cải trắng, rồi nấm để vô cho ngọt, rồi tương hột. Tương hột thì mình đâm vô cho ba sổn sực gì nè, mình sẽ để vô cho nó ngon hơn. Rồi sả, sả này thì mình băm kèm với ớt. Rồi mình một lát mình để vô mình khử xong rồi cái mình mới đổ cái phần thập cẩm của cái củ này nè. Củ này mình sắc miếng gọn gọn cái mình để vô mình khử. Cuối cùng là có tàu hũ nha. Tàu hũ này mình mua 2 miếng, một lát nữa mình chiên mình sẽ để qua phần kiểm một mớ với lại kho một mớ. Thì tất cả nguyên liệu của mình hôm nay mình nấu thực hiện hai món thì nó chỉ bao nhiêu đây thôi à, cũng dễ làm lắm, đơn giản mà ngon nữa, dễ làm. Thì mời các bạn hãy xem hai vợ chồng mình nấu cái món này, cách thức nấu như thế nào, coi có ngon hay không nha. À, bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mà bắt một cái bếp lên nha. Rồi mình xới dầu vô để mà mình chiên tàu hũ nha. Tàu hũ này á, mình sẽ cắt ra cái miếng gọn gọn thôi. Mình chiên nó sẽ mau vàng hơn, mà nó sẽ giòn nữa. Cái phần tàu hũ á cũng đã vàng một bên này nè, mình lấy cái đũa cái mình sẽ
chở lên trong cho một bề bên kia cho nó vàng luôn nha. Ủa vàng ươm rất là ngon quá. À, tàu hũ tươi mình mua đem về nhà mình chiên á, mình sẽ chế biến cái món ăn mình sẽ rất là ngon hơn. Khi mua ở chợ thì nó chất dầu đó thì nó không ngon đâu, không có ngon bằng ở nhà mình chế biến á. Ở nhà mình sử dụng bằng cái dầu mới á thì nó sẽ ngon hơn. Rồi mình sẽ chờ cho bên một bên kia nó cho nó vàng luôn nha. Rồi phần tàu hũ này mình chiên cái bờ bên kia cũng đã chín luôn rồi đó, chắc là vàng luôn rồi nè. Rồi mình sẽ rắc ra thôi nha. Ồ, nó vàng ươm rất là ngon luôn á. Quá đã luôn, thơm giòn ngon nữa. Đó, mình xắt cái miếng khoai cao á, nó gọn gọn vậy thôi. Mình lấy cái bàn chặn á, mình sắt ra đó, nó có mấy cái lần sọc sọc á, rồi mình nhìn thấy cho nó trông nó đẹp mắt hơn á. Với phần gọn gọn này nấu cũng mau chín lắm á. Rồi cái phần củ khoai lang mình á, mình cũng sắt cũng tương tự như luôn nha. Mình cũng sắt cho miếng nhỏ nhỏ, rồi cũng có lần sọc cũng giống vậy đó. Rồi mình cũng sắt lần lần ba cái phần bí rồi mướp luôn nha. Mình sắt cho hết luôn nha. Đây nồi nước dừa mình đã chuẩn bị sẵn lên trên cái bếp nha. Mình sẽ nấu một hơi cho nó chờ cho nó sôi lên đó, mình sẽ mới bỏ nguyên liệu vô nha. Nước đã sôi rồi thì mình sẽ bỏ cái phần là ba cái nguyên liệu mình nha. Tại cái này nó nhỏ nên mình để chung được luôn, nó mau chín. Tại vì cái phần nè, phai lang với phai cao á, với bí đỏ đó, với mướp mình cũng sắt ra miếng nhỏ nhỏ trơn à, chắc nó chín một lượt đó, mình sẽ để chung một lượt luôn nha. Sẽ cho một ít muối vào nha, với ít đường vô. Nồi kiểm mình nấu mình để hơi đường hơi cho nó hơi ngọt một tí nha. Nó bốc cái mùi thơm lên đó, ý là chưa có nước cốt đó mà có nước giảo thôi mà nó cũng bốc mùi thơm rồi. Rồi mình tiếp tục mình nấu nữa nha. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái phần là bột pha vô nha. Ồ đây tôi cũng chín lắm đó, tại vì mình sắc nhỏ đó thì nó sẽ mau chín hơn. Bỏ bột pha rồi mình bỏ thêm cái phần tàu hũ vô luôn nha. Thì hai cái món này cũng sắp xỉ rồi. Cái bột phai thì cũng mau chín, tại mình ngâm á thì cho nó mềm cái bột phai rồi thì mình chỉ bỏ vô một chờ chút xíu là nó sẽ chín thôi. Cái phần tàu hũ thì cũng đã chín vàng hết trơn, mình chỉ bỏ vô cho nó tăng cái vị, thêm cái món thêm cho nó ngon hơn. Thì mình tiếp tục mình nấu phần này cho nó từ từ cho nó chín nha. Đó, mình sẽ bỏ thêm nha. Cái phần đó là phần bột á, bột hồi nãy á, mình sáng chín thêm á nha. Cái phần bột mình giò rồi mình bỏ thêm hộp đậu phộng trong chổng á, cho thêm cho nó có màu sắc cho nó đẹp hơn á. Còn sau cùng là mình sẽ xới cái phần nước cốt vô luôn nha. Ôi phần nước cốt gì đâu mà nó kẹo, chắc cái nồi này kiểm này rất là béo rất là ngon luôn á. Kiểm này mình nấu là mình xong có để phần cái bột ngọt vô nha. Mình chỉ để phần muối với phần đường. Phần đường mình tăng cái phần đường cho nó hơi nhiều một tí. Tại phần kiểm mình ăn thì hậu cho nó hơi
ngọt một tí nha. Mình nấu cái phần này cho nó sôi lên là mình sẽ chín tất cả hết rồi, thì mình sẽ tắt cái phần bếp đó nha các bạn. Chuẩn bị để mình sẽ xế miếng ít dầu vô, rồi mình sẽ khử, là mình bỏ cái ba cái củ cải đỏ với ba cái su đủ nè. Mình sẽ chờ cái phần dầu nó sôi rồi mình sẽ bỏ phần xả vô. Đó, mình sắc cái ba cái su đủ nè, đó, rồi củ cải đỏ, cải trắng nè, với phần bí đao đó, mình sắc cũng miếng gọn gọn đó, thì mình sẽ nấu cho nó màu chín hơn á. Dầu nó sôi rồi, mình sẽ bỏ xả vô để mình thử nha. Phần xả cũng đã vàng rồi, mình sẽ bỏ vào nguyên liệu vô nha. Và cái củ cải đỏ vô chung hết một lượt, một tại nó nhỏ thì cũng cho chín một lượt á, mình sẽ bỏ chung luôn. Mình cho phần tương hột á, mình bỏ chung vô luôn nha. Rồi mình sẽ trộn đều lại, cho nó thấm vừa cái phần xả với phần tương hột á, nó thấm phần xả thơm rồi phần tương hột nó thấm vào. Rồi một chút mình mới bỏ thêm nêm nếm đường bột ngọt vào nha. Còn này mình sẽ bắt lên cho nó xào lại một chút. Đó, nó cũng sơ, nó cũng đều hết rồi. Rồi mình cho một ít nước lạnh vào nha. Mình cho nó vừa vừa xem xếp thôi, cũng vừa ăn thôi, đừng có sới nước nhiều quá. Và mình sẽ bỏ đường bột ngọt vô luôn nha. Cho một thích nước tương vô thêm vô, nó có hơi màu lên cho nó đỏ đỏ cho nó đẹp lên chút. Rồi mình tiếp tục mình sẽ nấu cho nó chín cái phần này nha. Nãy giờ cái nồi kho của mình á, kho tương mình nó đã sôi rất là nhiều rồi, rất là lâu rồi đó. Tiếp theo là mình sẽ bỏ phần nấm vô nha. Nấm rồi mình sẽ bỏ vô cái phần là tàu hũ luôn. Tại tại cái phần nấm á, nấm với tàu hũ thì nó cũng tàu hũ cũng đã chín rồi, phần nấm thì nó cũng cũng rất là mau chín. Bỏ vào mình sẽ rát mình nêm nếm gia vị là cho vừa ăn nha. Tại vì khi mình kho tương này nè, cái phần tương hộp chứ phần nước tương mình cũng đã mặn rồi thì mình sẽ hạn chế bỏ muối vô nha. Rồi mình tiếp tục mình nấu cho cái phần cái cho tất cả nguyên liệu rồi cho nó chín nó luôn nha. Ôi ôi ôi, cái nồi kho tương mình nãy giờ nó sôi cũng dữ lắm rồi đó nha. Sau cùng đó mình sẽ bỏ cái phần hành vô, thêm cái phần hành vô cho nó tăng cái vị thơm hơn nữa nha. Mình nấu là nãy giờ cũng là hơi lâu á, cái cho cái phần cái tàu hũ á, nó sẽ rút vô cái phần vô cho nó thấm cho mình cái tàu hũ á, nó cho có hậu nó mặn mặn cho nó dễ ăn hơn và nó ngon hơn. Thì cái nồi mình đã nấu nãy giờ cũng đã xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp phần này thôi. Hai món ăn của mình đã nấu sẵn sàng hết trơn rồi. Đây là phần nồi kiểm đã chín rồi. Và bên đây là phần tàu hũ kho tương. Đó, hai cái món rất là ngon, rất là hấp dẫn rồi. Mình chuẩn bị để mà múc ra tô thôi. Bây giờ mình chuẩn bị để múc ra cái tô nha. Cái phần vị nước cốt này rất là béo, rất là ngon á. Cho thêm ít trọc phộng vô luôn nha, cho tăng cái vị thơm này rất là ngon luôn á. Wow, rất là ngon luôn. Rồi thì mình sẽ múc thêm một cái phần bên tương luôn nha. À, tương kho nè. À, rất là ngon luôn à. Hai món đều ngon hết luôn nha. Hôm nay ngày 14 rồi, mình ăn chay hai cái món này rất là ngon luôn á.
là hủ kho tương hột. Hai món này rất là ngon, rất hấp dẫn. Bây giờ mình chuẩn bị ra ăn thôi, rất là đói bụng rồi. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay hai vợ chồng mình chia sẻ về cái món ăn là bữa cơm chay cho gia đình của mình. Thì là cái món nè, đây là món kiểm, đây là món tương kho. Gia đình mình ăn cũng nấu cái món cũng rất là đơn giản đó. Hai món là bữa ăn gia đình mình cũng rất là ngon rồi đó. Anh ăn kiểm trước hay là ăn cơm? Ăn kiểm trước đi. Kiểm trước đi. Món kiểm ba cái phai đó, nó dẻo mà nó ngon nữa. Ở thêm viên bột mà nữa. Em cơm hả? Nè, mời các bạn cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Đây là cái món kiểm. Mỗi khi hai vợ chồng mình lên sóng là cho ăn món mặn. Hôm nay hai chồng mình nay là bữa 14 tháng 10 rồi. Thì nấu món chay thì mời các bạn cùng dùng chay với hai vợ chồng mình nha. Béo quá. Cái phần bột này là sáng kiến mới, giờ mình thêm một cái món thêm mới nè, bột giò bỏ cái phần đậu phộng vô á, ăn nó thơm ngon lắm. Mình lấy bột một miếng bột gạo với một ít bột đường phẩm, cái mình nhồi vô, rồi mình lấy cái nhân, là mình lấy đậu phộng mình làm nhân, cái mình giò cục bằng ngón tay mình để vô ăn, nó trúng vô cái hột đậu á, nó rất là ngon luôn á, nó thơm mà cái độ dai của bột rồi độ béo của nước dừa, rồi ăn rất là ngon miệng luôn. Kiểm với lại kho này thì mình đi ra chợ người ta bán rất là nhiều luôn á, đầm lớn người ta bán rất là nhiều, nhưng mà mình muốn nấu cho gia đình mình ăn thì mình nấu nó nhiều hơn, nó với lại nó hợp khẩu vị hơn. Mình mua về nhà mình nấu thì nó khẩu vị của mình thì mình nêm theo ý thích của mình, với là mình để thêm những gì mà mình muốn để vô á, bởi miếng cơm vô. Bây giờ gầm lớn á, ra chợ thì người ta bán rất là nhiều á, nhiều món lắm. Người ta bán sẵn, nhiều khi mình không có làm lu bu gầm gà thì mình mua mỗi một thứ về mình ăn. Khỏi nấu. Wow. Hôm nay mình sẽ dùng muỗng luôn. Bỏ muỗng này đi. Đó, tương hộp. Thì kho chung này mình chan vô với nước với cơm á, ăn nó rất là ngon á. Gia đình mình rất là thích cái món này á, nó khi mà khi ăn chay á, mọi người gia đình ăn chay là sẽ chế biến cái món là tàu hũ kho tương hột với bỏ nhiều cái gia vị vô thêm á, như là củ cải nè, cải trắng, cải đỏ, su đủ vô đó, với nấm vô đó, ăn sẽ tăng cái vị ngọt rất là ngon luôn á. Ăn cái miếng tàu hũ này coi nó ngon không. Tàu hũ mình chiên không á, nhiều cơ, tàu hũ này mình làm được nhiều món chay lắm nè. Mình ướp, xả với miếng muối với miếng bột ngọt, mình để lên chảo mình chiên, nó hơi mặn á. Mình ăn với cơm cũng ngon lắm. Mình kho nó hơi lâu một tí á, nó cái nước phần nước tương á, nước nó sẽ thấm vô cái phần tàu hũ này nè. Nó vừa ăn luôn. Tại tàu hũ này nãy mình chiên là mình không có để, không có ướp cái gì vô hết trơn á. Mình chiên tư luôn. Nên cái lúc kho mình để vô cái mình nấu cho thêm một chút xíu, nó lâu lâu chút xíu. Nên cái gia vị của nó thì nó sẽ thấm vô trong cái miếng tàu hũ thì ăn nó sẽ ngon hơn.
còn còn hũ mà mình để vô mình nhắc xuống liền á thì nó không có thấm hùng, nên ăn cái miếng còn hũ thì nó lạc, còn cái này mình kho nó để nó hơi lâu một tí mình cho còn hũ cho nó thấm vô cái nước đó, cái nước của mình cho nó vừa ăn miếng còn hũ. Để nấu này cái món kho này á thì phần nước tương á, nước tương nè rồi lớp nào tương hộp đó, hai kết hợp nó mặn lên rồi mình chỉ khỏi cần để muối luôn. Đúng rồi, nãy không có để nước muối nào luôn á, nhưng mà ăn nó vẫn có cái hậu mặn, nhưng mà gia đình mình thì ăn nó cái hậu nó lạc nên mình thấy nó vừa, còn bạn nào thì muốn ăn mặn một tí thì mình để thêm một tí muối cũng được. Cái phần nấm nó cũng thấm luôn á. Ngày rằm mà nấu hai cái món này ăn là khỏi chê luôn á các bạn. Già trẻ lớn bé gì ăn cũng thích ăn hết trơn. Kiểm này là rất là dễ ăn luôn. Mình sẽ ăn qua bên cái phần kiểm nãy giờ mình ăn kho tương. Kiểm rất là béo luôn á các bạn. Khoai thì mình xắt miếng nhỏ nhỏ, mình nấu nó mềm, vừa đủ, vừa tới, nó không bị cục. Khoai này rất là dẻo luôn. Với lại độ béo của dừa, béo lắm luôn. Đó, gấp miếng khoai nữa. Còn bí này cũng dẻo luôn. Mình sắc cái miếng nhỏ nhỏ cái mình nấu nó sẽ màu chín hơn á. Màu chín với lại nó cũng thấm cái phần nước cốt. Với lại đường đồ ăn nó không nhé. Nè, ăn cái cục bột nè coi. Ủa gấp nó tuột lên tuột xuống hoài nè. Đó. Cục bột mà cho nó có màu màu mè vậy cho nó đẹp. Cắn vô một cái là trúng hộp đậu giòn gụm thơm phức luôn. Cục bột dai dai cắn vô đậu phộng giòn gụm thơm ngon. Thơm ngon béo. Hai cái món ăn chay của gia đình mình nấu ăn hai cái món này đều ngon hết. Các bạn ơi, thì hôm nay hai vợ chồng mình chia sẻ về là một cái món ăn chay cho gia đình mình là cái món là kiểm và món tàu hũ kho tương. Thì hai cái món này kết hợp ăn cũng rất là ngon rồi. Thì bữa cơm gia đình mình ăn chay chỉ có đơn giản vậy thôi. Thì nếu các bạn có xem cái video của mình, nếu thấy món ăn ngon thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Xin chào các bạn nha.